đồng mới về thêm một cái móc nha. Dài 3m7, rộng 2m2. Cầu 8 tấn. Này phù hợp cho bác là kéo xe 7-8 ngàn vừa miếng luôn. Phòng này đóng mà gần như nó không xài bao nhiêu hết. Tôn thành thắng băng, tôn sàn Bali. Bằng sau là U8 ấy. U8. Cầu 8 tấn thắng hơi lúc kê, nhíp 2 tầng. Lốp cũng gai còn được 70-70%. Cầu 16 ốc lắp 8 tắc kê. Nhíp đi men này, nhíp dày Ben 2T. Sắt xe U dập U20 9 ly. Trên này U12 đá ngang U8. Này tôn này, tôn sàn 3 ly rưỡi không. Số hồi xài số Hyundai. Cầu vật vã. Xoay 2 chiều nhé, làm xoay 2 chiều ấy. Lắp cắt tăng rồi đầy đủ. Ốp kẹp kẹp hết. Bình hơi. Cổng thẳng băng này. Cổng tí nào luôn, trên dưới. Cái màn thờ ở trên này, cái này chuyên trước họ đóng chỉ để chở keo thôi. Còn tặng đơ hồng tặng đô cho nó còn đó. Lốp này còn đẹp cả dàn này, 70-70% hết. Tặng đơ cùng. Cái này là V10 nhé. Cái thành đây là V10. Đá ngang là U8. Giá 62 triệu thôi. Cũng hơi lúc kê. Anh nào quan tâm alo 0384545911, Zalo 0988711432, địa chỉ là Phú Thiện, Gia Lai. Ok.